tình yêu nó giống như là hai bàn tay cố gắng níu giữ một mảnh giấy vậy. Trên mảnh giấy đấy là hạnh phúc. Nếu như một người yêu người kia quá mà giữ cái mảnh giấy đấy quá, nó cũng rách, nó cũng rách. Nhưng nếu như một người thờ ơ quá mà người kia không cần giữ chặt quá, chỉ cần là giữ thôi, nhưng mà một người quá lòng tay thì nó cũng rơi về một bên để không thể giữ được cùng nhau. Nếu như cả hai người cùng không giữ thì chẳng có mảnh giấy nào cả, điều đó là đương nhiên rồi. Tình yêu này đôi khi phải hy sinh, phải từ bỏ hạnh phúc và gạt sang một bên. Anh biết chắc nếu lỡ mình chia xa thì tình cảm này nó sẽ nhanh chóng được quên. Em ơi bình yên đâu dễ dàng mà có được, vì đôi khi tình yêu nó không giống như mảnh giấy. Anh đâu phải là một cái bàn cân để mà em đặt anh vào cái tình cảnh này. Và anh từng nói là nếu lỡ một ngày nếu mình có chia tay, em phải giữ thật chặt và không được buông tay. Nhưng mà giờ chỉ còn màn đêm và bia say. Cạn hết ly này anh thôi không nghĩ nữa, vì anh biết mọi thứ cũng chỉ là dư thừa. Vì anh cố xử con em thì thờ ơ, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là dư thừa. Ngoài kia họ nói anh thương em quá nhiều, anh chỉ lặng lặng và chỉ biết cười thôi. Anh vẽ em một cách thật hoàn hảo, nhưng phần tô màu thì em là lời bôi. Em biết đấy, tình yêu như mảnh giấy, một người cô ní còn một người thì cố buông. Mảnh giấy sẽ rách và mất đi hạnh phúc. Anh không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cố. Nhiều lần chờ cười rồi nhiều lần chờ khóc, nhiều lần muốn nói và nhiều lần nhắc tới. Nhiều lần rất nhớ nhưng rồi phải chấp nhận, nỗi buồn của anh thì tự mình khắc lên. Rồi một mai ngày nắng sẽ bừng lên, còn ngày mưa sẽ nhanh chóng biến mất. Anh vẫn là hòn và gần em đó thôi, như khi dõi theo em ở sau những tiếng ngất. Còn có nhiều khi mình cũng chẳng biết được. Đấy là chuyện tình cảm, đây là chuyện tình yêu. Và đây là lý do vì sao chẳng ai có câu trả lời trong tình yêu cả. Thế nên là cố gắng cùng nhau giữ một mảnh giấy, nó cần sự thông cảm và thấu hiểu từ cả hai phía, chứ không phải là một phía. Cũng đừng giữ cái mảnh giấy này quá chặt, cũng đừng buông nó quá lỏng.